Hello cả nhà yêu của Xin nha. Đáp án chính video trước là 1 đến 3 tuần, còn đáp án phụ video trước là lấy tạ ơn vàng ươm. Trong câu hỏi lần trước mình đã có hỏi tên đầy đủ của sự kiện lần này, cho nên là ai trả lời thiếu dù chỉ một chữ vẫn bị sai nhé. Cần câu hỏi chính vì là thời gian tuy mình nói là 1 đến 3 tuần, nhưng mà có thể lâu hơn, vì trong quá trình xây thì mình thấy thiếu khá là nhiều đồ để mua mới, cho nên thời gian có thể lâu hơn. Ok, câu hỏi chính ngày hôm nay nè, tên đầy đủ của cái áo mà bạn mình chuẩn bị review là gì? Hy vọng không gặp báo con. Này chưa cập nhật ảnh bìa, cho nên là vào review nhà thôi. Ấy, chưa gì đã thấy để giới thiệu chào đón tôi vào nhà rồi. Tôi nghi có sự mua giải ở đây. Bạn này vẫn dùng căn nhà bìa và giày dán tường sàn nhà như cũ, tông đèn cũng đã được chuyển sang màu vàng. Nếu nhìn qua thì cũng khá ít đồ, mà cũng đúng thôi bạn ý mới lê vân năm mà. Ngoài hai món đồ sự kiện Hanui ở ngoài cửa, thì ở đây có bể cá, máy chơi game tại nhà và vườn sóc thú cưng. Bên cạnh đấy có giường đơn, tủ lạnh, đèn ngủ và bình chữa cháy. Và có một bình hoa, mình đoán chắc tài khoản này mới chơi, hoặc là ít khi chơi, cho nên mình sẽ để bạn lấy động viên là 6 trên 10 nhé. Mũ vô bắt cướp ở trong hộp bốc thăm vô bắt cướp 20 làm kim cương một hộp. Thun tay ngắn trắng đen ở trong cửa hàng trang phục với giá 600 tiền sao. Quần VC ở trong cửa hàng trang phục với giá 7 kim cương. Áo choàng hoàng tử X ở trong hộp bốc thăm X20 làm kim cương một hộp. Dây bệt dưa hấu ở trong hộp bốc thăm dưa hấu tươi mát 70 mầm cây một hộp. Một ngày mở tối đa 3 hộp. Kính gọng đen mỏng ở trong cửa hàng trang phục là 450 tiền sao. Điều cảm hài hước cam trong cửa hàng trang phục với giá 600 tiền sao, bạn này phối đồ được, tông đen trắng, cho nên mình để bạn ấy 6.5 trên 10 nhé. Ký tường, Xin Chan đã đến đây và buông lời cay đắng. Xem nào, xem câu hỏi phụ hôm nay nên đặt là gì nhỉ? Xem nào, ở Plaza phía gần biển là có 3 cái bếp như thế này, vậy một cái bếp như này có tổng cộng bao nhiêu công thức làm bánh? Hiện tại các món đồ sự kiện hiện tại thì tôi đang thiếu một cái mũ lá phong, hai mẫu bàn ở trong đồ có sẵn, và một mẫu bếp làm vỏ bánh nữa là hết rồi, và thiếu thêm hộp phần thưởng sự kiện cuối cùng nữa. Dù sao còn tận 10 ngày nữa thì sau khi đổi hết các món đồ trong danh sách có sẵn, thì sẽ mở hộp để kiếm thêm đồ tái chế để lấy thêm mầm cây, mở hộp vịt hoặc các hộp mầm cây sau đó nữa. Bạn này cũng chưa thay đổi ảnh bìa luôn. Nhà bạn này đang ở là nhà 10.800 tiền sao, màu sàn nhà là được tặng, giày dán tường là màu xanh lá rừng cổ tích 7.500 tiền sao. Bạn này thì cũng hơn bạn kia một level thôi, mình đoán là chắc cũng ít chơi, hoặc là mới chơi, cho nên nhà cũng hơi trống. Ở đây có một con xe màu hồng, một cầu trượt ở hộp voi, một giá đỡ ván trượt hoặc xe đạp. Ở đây có hai bàn hình trái tim, một ghế thường, một ghế trong hộp lách cách, một thùng rác. Khu chăm sóc thú cưng và một cây đèn ngủ, nhưng mà thiếu chậu tắm cho thú cưng. Một giường đơn và một mẫu city cơ dán tường. Và hai con manơ canh, như vậy là hết rồi. Thôi, bạn này mình sẽ để động viên là 6 trên 10 điểm nhé. Tóc, bờm ốc sen, quần yếm và ba lô ốc sen ở trong gói ốc sen nhỏ với giá 150 kim cương. Mã hồng nhỏ ở trong cửa hàng trang phục với giá là 300 tiền sao. Dây thể thao hoa anh đào ở trong cửa hàng trang phục với giá 19 kim cương. Biểu cảm được tặng lúc mới tạo X game, bạn này mặc gần như là bộ đồ của một gói, nhưng mà vẫn có phối thêm một số đồ nữa, cho nên mình sẽ để bạn này động viên là 6.5 trên 10 nhé. Ký tường, Xin Chan đã đến đây và buông lời cay đắng. Sợ thật, trong một video mà hai nhân vật chính được review lúc nào cũng có sự tương đồng với nhau, lúc thì cả hai nhà đều nhiều đồ, lúc thì cả hai đều đẹp, và lúc thì cả hai đều không có gì. Đối với hai nhà đều đẹp, hoặc là hai nhà đều không có gì thì công chuyện nghĩ ảnh bìa YouTube và tiêu đề video up lên YouTube đều khó như nhau, khổ ghê. Bình luận đầu tiên thì sẽ cho đọc và trả lời bình luận đầu tiên nè. Đây là bình luận thứ hai, còn like thứ nhất hay like thứ hai thì không kiểm tra được vì danh sách like không hiện, nhưng mà tôi đang bình luận từ cũ nhất cho đến mới nhất nhé. Mọi chuyện đã được giải quyết xong từ video trước rồi, vui lòng không nhắc lại. Trong hai video trước đó thì tôi có đọc sót tên bạn này và cách giải quyết trong video trước đấy là copy tên bạn này 4 lần kèm theo một món quà nhỏ ở trong game nữa. Đó cũng là lần đầu tiên mắc sai lầm sau gần 4 tháng làm review. Bình luận của bạn Hải, mấy cái ID video trước không thấy review nhỉ? ID nào cơ? Bạn muốn hỏi về cái gì? Mình không hiểu, bạn có thể nói rõ hơn được không? Bình luận của bạn Tuyền, 2-3 con cá bê chị Xin Chan ăn gì đẹp, 2-3 con báo ăn xong rồi báo chị Xin Chan. Xem nào, hình như danh sách đen là có tận 100 xì lát liền, mà mới sử dụng đâu đấy có 5 xì lát.
Bình luận của bạn Su, lớp em mới có đợt ra mơ có lớp trưởng sơ lâu với thằng lớp kỷ luật. Rồi, thế có đứa nào bị đăng xuất ra khỏi server lớp học chưa? Nếu rồi thì kêu chị, để chị bày cách để hai đứa nó cùng bị đăng xuất ra khỏi server lớp học cho công bằng nhé. Bình luận cuối cùng, chị đừng kích em nhé. Ok, nếu ngoan ngoãn thì sẽ không kích, còn cứ láo nháo như báo thủ trước đấy bình luận thì cứ xác định nhé em. Thế nha, video dài rồi. Ba ba cả nhà, chúc cả nhà may mắn. Ba ba.